Trong khi số phận của Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vẫn còn đang dang dở, thì mỗi ngày những tác động môi trường của hai dự án này khiến hàng nghìn loài động thực vật quý hiếm bị đe dọa. Mới đây, Ủy ban UNESCO Việt Nam cũng đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Vườn Quốc gia Cát Tiên, nơi dự kiến xây dựng hai công trình này, có bị mất danh hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới hay không? Và hình ảnh của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Chúng tôi đã tìm gặp một số chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn di sản để tìm hiểu rõ hơn về nguy cơ này. Vùng lõi của Vườn Quốc gia Cát Tiên, nơi mà người ta dự kiến xây dựng hai nhà máy Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Những loài động thực vật không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác trên hành tinh này. Có thể cũng sẽ biến mất hoàn toàn khi mà mái nhà rộng tới hơn 137 hectare của chúng đang bị xâm hại. Không xây dựng ở chỗ này thì mình có thể xây dựng chỗ khác. Tại sao vậy? Là vì cả một cái đất nước rộng lớn như thế này mà tại sao là có nơi gỗ quý, có cái nơi đa dạng sinh học nó cao như thế, quý như thế mà ta lại phá bỏ đi thì ta còn gì để lại cho thế hệ mai sau? Với hơn 1.700 loài thực vật và 1.400 loài động vật, năm 2001, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Nhiều người cho rằng con đường đến với danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới của khu vườn quốc gia này không còn xa. Nhưng câu chuyện lại trở nên phức tạp hơn do việc xây dựng hai dự án thủy điện, vốn đang gây ra những mâu thuẫn gay gắt giữa các bên. Người ta đề cử anh thành khu sinh quyển, khu di sản để anh thực hiện cái công ước ấy. Mà cuối cùng người ta đề cử xong thì anh lại vi phạm cái đấy. Thế giới người ta sẽ lên án anh. Này đừng làm như Việt Nam nữa. Thì cũng thấy cũng đã là xấu hổ rồi, chứ không phải đừng nói đến là người ta rút danh hiệu của anh. Ngoài những tiêu chí nổi bật và duy nhất, thì tiêu chí về việc chính quyền bảo tồn ra sao cũng là một tiêu chí quan trọng. Hội đồng đánh giá xem xét địa danh đó có thể trở thành di sản thiên nhiên của thế giới hay không. Và trên thế giới cũng không ít quốc gia đã bị tước bỏ danh hiệu này vì không thể duy trì được bảo tồn. Theo bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của hai dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, ít nhất một trong 7 tiêu chí quan trọng của UNESCO về các khu dự trữ sinh quyển đã bị vi phạm. Đó là đa dạng các hệ sinh thái của những khu vực địa lý sinh vật chính, bao gồm cả những khu vực phát triển có các mức độ tác động khác nhau của con người. Chưa kể đến, chúng sẽ vùi lấp cả một nền văn hóa ốc eo vốn đã có từ lâu đời và là niềm tự hào của cộng đồng người dân sở tại. Mà hiện nay thì chủ trương của nhà nước chúng ta là phải phát triển trên cơ sở phát triển bền vững, chứ không thể phát triển một cách không bền vững mà không để ý tới môi trường, hoặc là không, đặc biệt là những cái môi trường nhạy cảm như những rừng quốc gia mà chúng ta đã dày công gìn giữ từ bao nhiêu năm nay. Phát triển thủy điện là để phục vụ nhu cầu của đất nước. Một kWh điện được sản xuất ra cũng có nghĩa là thêm một mái nhà ở những vùng xa được chiếu sáng, thêm nhiều người tiếp cận được với văn minh nhân loại. Thế nhưng, thủy điện cũng có thể băm nát một dòng sông, vùi lấp cả một nền văn hóa. Và những nỗ lực bảo tồn miệt mài của một nhóm người tâm huyết có thể sẽ trở thành cát bụi.